Theo báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2021 do Ngân hàng Phát triển châu Á ADB công bố ngày 22 tháng 9, kinh tế Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng 3,8% trong năm nay và 6,5% vào năm 2022. ADB nhận định đại dịch đã làm gián đoạn nguồn lao động, giảm sản lượng công nghiệp và gây đứt gãy chuỗi giá trị nông nghiệp khiến tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 sẽ chậm lại. Tuy nhiên, Ngân hàng Phát triển châu Á vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong trung và dài hạn khi độ phủ vaccine tăng cao và dịch bệnh đã được kiểm soát. ADB cũng đã đánh giá rất là tiềm năng phát triển trung hạn và dài hạn của Việt Nam rất là tốt. Cam kết của chính phủ hiện nay cho đến thời điểm hiện nay thì nó rất là mạnh, và chính phủ không những chỉ cam kết mà đã có những cái hành động thiết thực. Cái tiếp theo là bản thân thị trường Việt Nam cũng là một thị trường rất là hấp dẫn. Lực lao động Việt Nam cũng là một lực lượng lao động tương đối là năng động và trẻ. Thế cho nên đây cũng là một lợi thế của Việt Nam, đặc biệt là cái tốc độ tiêm vaccine. Chính vì cái tốc độ tiêm vaccine nhanh của Việt Nam cũng đã làm cho các nhà đầu tư cũng rất là yên tâm. Còn trong báo cáo phục hồi kinh tế tại Đông Á và Thái Bình Dương vừa được Ngân hàng Thế giới công bố, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 4,8% trong năm nay và phục hồi về mức tăng trưởng trước đại dịch là 6,5-7% kể từ năm 2022 trở đi. Tính toán này của Ngân hàng Thế giới dựa trên những tín hiệu tích cực khi các biện pháp hạn chế đi lại giúp kiểm soát lây nhiễm dịch thành công vào cuối quý 3 và nền kinh tế sẽ phục hồi vào quý cuối cùng của năm. Nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong số các quốc gia tăng trưởng tốt, trong khi phần lớn các quốc gia khác suy giảm kinh tế nghiêm trọng. Đó là dấu hiệu của khả năng phục hồi, cho thấy các nền tảng cơ bản của nền kinh tế Việt Nam là vững chắc. Nhìn vào dòng vốn FDI từ đầu năm đến nay, chúng tôi vẫn thấy cam kết của các nhà đầu tư tăng lên. Đó là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư quốc tế vẫn kỳ vọng phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chính phủ đang làm việc tích cực để ngăn chặn dịch bệnh, trong khi vẫn nỗ lực bảo đảm các hoạt động kinh tế, đặc biệt là một sự chuyển dịch quan trọng trong chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt với COVID-19. Các tổ chức quốc tế đều nhận định tăng trưởng chậm lại là tác động tiêu cực không tránh khỏi của đại dịch. Không chỉ Việt Nam, mà hầu hết các nước trên thế giới đều phải trải qua giai đoạn khó khăn này. Tuy vậy, kinh tế Việt Nam vẫn chứa đựng nhiều cơ sở cho sự phục hồi mạnh mẽ. Bất chấp tình cảnh hiện tại, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong trung hạn. Các điều kiện nền tảng vững mạnh cùng một loạt các hiệp định thương mại tự do sẽ giúp các nhà đầu tư gạt bỏ những biến động ngắn hạn do COVID-19. Nhu cầu hiện tại của thị trường châu Âu và Bắc Mỹ đang phục hồi sẽ mang lại những tác động tích cực lên xuất khẩu hàng công nghệ, máy móc, da giày, dệt may, nội thất, lương thực và nông sản. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, 9 tháng đầu năm 2021, GDP của Việt Nam tăng trưởng 1,42%. Theo các chuyên gia, trong tình thế 2 năm chống chọi với đại dịch COVID-19, lại thêm cú sốc biến thể Delta, khiến chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nặng nề, thì việc duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP dương, dù thấp so với mong đợi, đối với một nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam, vẫn là một kết quả có giá trị khích lệ quan trọng. Cũng theo các chuyên gia, thì ngoài những yếu tố như là nền tảng cơ bản của nền kinh tế, cam kết của chính phủ, hiệu quả của chính sách ứng phó với dịch bệnh, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư hay là độ bao phủ vaccine, thì một trong những điểm tựa tăng trưởng của Việt Nam thời gian tới đó là đầu tư nước ngoài FDI. Tính chung vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 9 tháng qua vẫn đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là số lượng các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI quy mô trên 50 triệu đô la Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng mạnh. Quy mô của dự án FDI tăng lên cho thấy tính hiệu quả trong giải pháp đồng hành, hỗ trợ mà chính phủ đã quyết liệt thực hiện trong thời gian qua để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Nhưng ở chiều ngược lại cũng cho thấy sự tin tưởng gắn kết của nhà đầu tư nước ngoài với Việt Nam. Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh, nhưng từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, Samsung Việt Nam vẫn luôn tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đại diện Samsung Việt Nam, nếu nhà máy sản xuất điện gia dụng của Samsung tại Hồ Chí Minh sớm hoạt động bình thường trở lại, thì doanh nghiệp sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu của năm nay. Và hiện tại, Samsung Việt Nam đang xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển 5G, cơ sở dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo quy mô hơn 220 triệu đô la Mỹ tại Hà Nội. Chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào các biện pháp phòng chống dịch của Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp trong công cuộc hồi phục kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. Nếu trước đây Samsung chỉ đầu tư và sản xuất, lắp ráp, thì tới đây tập đoàn sẽ nâng cấp đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển. Tương tự Samsung,
Nestle cũng cho biết vừa quyết định đầu tư hơn 130 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy mới tại Đồng Nai trong 2 năm tới. Qua đó, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất của Nestle tại châu Á và châu Đại Dương. Theo kết quả một cuộc khảo sát 500 tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với một số hiệp hội doanh nghiệp thực hiện, các doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ sự lạc quan vào khả năng kinh tế Việt Nam phục hồi sớm trong năm 2021 và 47% các doanh nghiệp này có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Trong vòng 10 đến 20 năm qua, Việt Nam đã trở thành cơ sở sản xuất quan trọng của các công ty Nhật Bản. Hầu như sẽ chẳng có công ty nào nghĩ đến việc rời bỏ Việt Nam chỉ vì vài tháng khó khăn, mặc dù tất nhiên họ sẽ phải điều chỉnh và cải thiện hệ thống sản xuất sao cho phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia khảo sát đều có kế hoạch đầu tư mới tại Việt Nam, trong đó 61,9% cam kết mở rộng đầu tư. Các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và tán thành và rất là hoan nghênh chính sách mới, vừa an toàn, vừa đảm bảo về sản xuất. Chính vì thế thì bất cứ cái trường hợp nào, hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ sống cùng và đồng hành với đất nước Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, dịch bệnh đã có những tín hiệu tích cực. Người dân đã dần trở lại với cuộc sống bình thường mới. Những nhà máy công trình dần khởi động sau nhiều ngày đóng cửa. Kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm được dự báo sẽ có nhiều tín hiệu khởi sắc khi chúng ta đã xác định thích ứng an toàn với đại dịch, chống dịch để sản xuất và sản xuất để phục vụ chống dịch tốt hơn. Một lộ trình thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn và có kiểm soát sẽ là chìa khóa để mở cánh cửa hướng tới cuộc sống bình thường mới, an toàn với COVID-19. Và phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc tại đây.